từ Tắm Hoa Chí Linh, Hải Dương xin gửi lời chào các bác và anh em. Vâng, và trước mặt các bác và anh em đây, bên em đang test và tiếp tục giới thiệu một cặp loa Mỹ PV sử dụng bát đơn 40 từ 22 côn họng 100 và một tép kèn. Cặp loa này có cái model là SP2 các bác nhá. Thùng gỗ bọc lì, thông số kích thước của mã này thiết kế rất nhỏ gọn này. Khoảng 80. Bề ngang khoảng 52 và sâu là 68. Loa tình trạng đẹp nguyên zin hết. Và cặp loa PV SP2 sản xuất tại Mỹ. Made in USA các bác này. Đấy. Trở kháng 8 ohm và với công suất maximum 2000W. Hỗ trợ bằng hai cổng 6 ly và một cổng Nitric đây các bác này. Đấy, một cặp loa PV SP2 các bác nhá. Được thiết kế rất rõ gọn này. Đấy. Tình trạng bao nguyên zin đẹp xuất sắc. Cặp loa này đang có giá đầu tư 24 triệu. Anh em nào có nhu cầu một cặp loa Mỹ xịn PV SP2X liên hệ bên em. Theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265 và địa chỉ bên em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương. Đấy, loa tình trạng bao nguyên zin bao đẹp các bác nhá. Vâng, chất âm tuyệt vời. Cặp loa Mỹ PV SP2 đấy, đẹp và zin từ con ốc vài quang này đấy, nó đẹp lắm.